Lô chào các bạn, ngày mới thật vẻ. Hôm nay mình tiếp tục đi vào đây bên dưới nha bạn. Qua đi tuyến mới đánh thử. Nhiều đời họ đánh nát lắm ạ. Trong nha bạn. Lươn to phết đấy. Một con lươn to phết đó, nó ngồi bên trên ạ. Bạn nhìn núi đẹp, quá đẹp luôn nha bạn. Qua mình đi nhầm mãi trong núi, đi mò mãi mới ra được. Sáng nay mình gặp có cũng hai đồng nghiệp các bạn. Họ cũng đánh, có một bạn nhặt ống mình vứt lên bờ. Tức là chủ nó không cho đánh, nó vứt lên bờ. Nhưng bạn ấy, bạn đi đến trước bạn nhặt được, bạn chạy. Mình tít được này, thế mà bạn đi xe, thì xe máy đến, bạn hỏi bảo đúng ống không, bảo đúng, thế là bạn giả mình. Nhưng bạn ấy tốt thật, họ không lấy mà họ giả. Cái xịt bạn ơi, núi cực kỳ đẹp, mình đánh thử rồi biết là núi này có người đánh, cực kỳ đẹp luôn. Mình vớt được lần này à. Còn mấy cái nữa quay lốt cho bạn xem. Hôm nay xịt cũng khá nhiều. Ô, mình nhầm chút rồi bạn ạ. Chờ một chút xem. Đây nha bạn ạ. Mình nhầm chút chỗ này, không biết có người đánh không. Nhắc nhìn nó nhẹ. Cái xịt tiếp nha bạn. Mẹ. Tiếp theo nha bạn. Ây giời. Lùi mới khó đánh lắm. Cái này có được. Ở đây họ đang đánh chim bạn ơi. Noa noa ở khu, cái khu đồng trước mặt mình đang quay này. Họ đánh rất nhiều chim. Nguyên núi. Họ giằng kín đồng luôn. Chưa. Chả biết qua cài với nào. Không có bà. Ở đây có ai thả không bà? Kích à? Nào cho thả đấy, không được bà. Dạ. Vâng, nhà bà cũng thả. Vâng. Cái bà kia các bạn. Bà kia bảo nhà bà cũng thả ống. Bạn ơi, mình nói chuẩn không? Đúng núi, thợ đánh ấy. Như đời cái này thì ngon ngay. Cái này ngon. Cả cái này cũng vậy. Ba cái được hai, một cái xịt. Ở đây họ bẫy chìm lên nhiều đấy, loa đang kêu đấy bạn. Cuối cùng đây. Cái điểm này hôm trước mình quay cho bạn xem ông cụ sừng sọc cầm một dao quắm chạy ra đấy nhỉ bạn. Chính điểm này luôn. Hôm nay lại nhìn thấy ông. Hôm nay thì ông không chạy sập sập ra nữa. Hôm trước mình hốt quá. Hay còn cầm con dao lương nữa, cầm dao lương nó dài nha bạn. Trong nha bạn, nặng phết. Này, này đánh ba cái ở đây. Gần căng chỉ luôn.
Cái cuối cùng mới là còn một cái bãi bãi ống đang đứng lại mình quay. Cái này có được bạn này, có được đấy, chắc được hai ba con luôn. Tiếp theo bạn này còn một cái cuối cùng thôi, chỗ nào có thì mình thường hay đến nha bạn, còn chỗ nào không có là mình không không hay đến, đi qua thì mới đến, chỗ nào có thì đi qua để đến, còn chỗ nào không có thì đi qua cũng không vào. Phải về quê chút cho bạn xem. Chút bạn ơi, mình về nhà rồi đây bạn ơi, bạn chờ mình chút nha, chút nha bạn ơi. Nay đi đường dài quá, mình vào cái lối cái khu đấy họ đánh nhau. Con lươn đầu tiên to thế, vào lối đầu tiên đấy họ dân đấy họ đánh ngùi đùi sống. Mất một lối họ đánh nát quá, cái lối chính cái lối mình quay cho bạn xem đấy. Nó bí ống nhảy ra là hay nhảy ra này. Chúng nó có đôi chỗ nó cũng có đôi chỗ nó một cái này xịt rồi bạn, có chỗ nó không có. Cái ống ngắn này thả hay được hết đấy. Chính cái quay cho bạn xem này, cái này đây đoạn nữa mình để đây đoạn nữa chút cho bạn xem đây, mình để đây cá lắm bùi nha bạn. Cái chút mà quay cuối cùng đây bạn, một cái ông cầm, bạn nhớ cái video mà cái ông cầm cái dao cắm không đây. Đây mình bị nhà không cho thả vứt lên bờ thì anh em nó vớt trước thì nó nhìn thấy thì nó giả mình nha bạn, nghĩa là một cái trẻ con nó vứt lên bờ nó nghịch xong nó vứt lên bờ thế là mất hai cái. Ôi ôi trên người to quá bạn. Đấy chỉ tiếp nha bạn. Ôi. Phá đói người mà. Một con kêu nhéo này.
Máy nha bạn. Sợ nó nhìn thấy rõ. Ôi chết, hai con to quá bạn. Vào đuôi, thank you. Cái đầy bạn ơi. Ngồi trên đầy quá. Quá. Cái đằng nặng này chả biết nặng người này nặng ống rồi. Trên xe vẫn còn nha bạn, hôm nay xịt nhiều phết đấy. Hết sạch ngược. Còn 6-7 cái. Chúng là lươn nhỏ này không nên quay lại. Đấy, xịt các bạn ạ. Những chỗ lườn nhỏ là hết sạch. Còn một cái đầy lúc mình quay các bạn xem đó. Một cái chỗ nơi ông rau cắm này mình vứt đầy dưới. Cái này chưa chút. Đấy, chút cuối cùng các bạn xem. Cái được mấy con nữa. Đầu điếu á, bạn nhìn thấy cái đầu, à.
cái này mấy cái ở dưới đất như này hết. Xem bạn chờ chút nha. Cái này mình đổ ra ngoài để xem được bao nhiêu con. Lươn to này nó nặng cân, nó gần lên nó đặt ho mày rồi. Xem mấy con nha bạn. Tám con chết mất một con, nó vừa nó đẩy rồi vậy này. Bạn nhìn ít nhìn như này thôi, chậu mình nó to lại cũng không phải là ít đâu nha bạn, mà mình thả cũng không có nhiều đâu. Vừa rồi đấy các bạn, rồi các bạn thấy hay nhớ like, share ủng hộ cho mình. Xin chào các bạn video tiếp theo. Còn kịp thời gian mình sẽ chạy một phát, đóng một phát đường dài tiếp để cho các bạn xem con đực chưa đại xịt. Lúc nãy xịt hai cái 3 3 7, hai cái 9, cứ cho 10 cái 9 cái.